cũng lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp để khởi nghiệp, nhưng chàng thanh niên trẻ Hoàng Danh Hữu lại chọn cách đi khác với đa số, đó là hướng tới mô hình khởi nghiệp tinh giản, tiết giảm việc sử dụng các nhân sự cố định không hiệu quả, khởi đầu chỉ với 4 nhân sự, cùng với đó tận dụng lợi thế các vùng nguyên liệu của địa phương, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào. Tới nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nông trại ED của anh đã xây dựng chuỗi cửa hàng với hơn 500 mặt hàng nông sản của Tây Nguyên. Mới đây nhất, đơn vị này cũng phối hợp với các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh cho ra đời nhãn hiệu Miss ED cà phê và sô cô la để quảng bá kinh tế văn hóa Đắk Lắk, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm đặc sắc ra thị trường quốc tế. Hiện tại là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì Miss ED hiện tại chưa có cái nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư cho cái đội ngũ nhân viên bán hàng như các cái công ty lớn. Tuy nhiên chúng tôi hướng tới cái mô hình đó là khởi nghiệp tinh giản. Đó là chúng tôi sẽ tiết giảm và sử dụng các nhân sự cố định chưa hiệu quả, mà chúng tôi sẽ phát triển thị trường đi trước và sẽ nhân sự thể đi theo khi quy mô thị trường được mở rộng ra. Thành công của Foodmap và trang trại ED là những minh chứng cho thấy sự linh hoạt cùng những cách làm đổi mới sáng tạo trong thanh niên là con đường tốt nhất để dẫn tới thành công cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.